Khánh Vy đã đẹp, giỏi còn biết cách trả giá sập sàn. Sau mặt. $300. Oh my god. Tiếng Anh thông thạo 8.IL. Nhưng qua Thái Lan lại nói giọng lạ lắm. Việt Nam lớp Thái Lan. Phan Khoái Chí xin đăng ký học tiếng Anh kiểu Thái. 5 bí quyết trả giá student no money. Việt Nam student no money. Vỗ tay. Nhắc đến Khánh Vy, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới cô MC xinh đẹp, có khả năng ngoại ngữ và giao tiếp cực đỉnh. Gần nhất, Khánh Vy khiến cư dân mạng được fan mở mang tầm mắt khi sang Thái Lan và có màn trả giá siêu mượt. Với khả năng nói tiếng Anh kiểu Thái, Khánh Vy đã khiến người bản địa phải thích thú và đồng ý giảm giá cho cô nàng. Cụ thể, trong video ghi lại cảnh Khánh Vy trả giá một chuyến xe túc túc cho 3 người. Phía tài xế đưa ra giá 300 baht cho một chuyến, tức là khoảng gần 200.000 đồng. Nhưng bằng khả năng ngoại giao và cùng ngôn ngữ tiếng Anh kiểu Thái đầy biến ảo của mình, Khánh Vy kỳ kèo một hồi với tài xế. Còn thêm cả công thức student no money, nghĩa là sinh viên không có tiền, phía anh tài xế đã chấp nhận giảm giá, chỉ còn 150 baht cho chuyến đi đến Paragon, tức là khoảng gần 100.000 đồng. Ngay sau khi chia sẻ clip lên mạng xã hội, Khánh Vy đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cô nàng khiến dân tình thích thú vì màn nói tiếng Anh kiểu Thái, nghe vừa lạ, lại vừa dễ thương. Một số cư dân mạng lại muốn mang sách bút đến học bí quyết trả giá của Khánh Vy, đồng thời áp dụng công thức Việt Nam student no money của cô. Ngoài ra, một điều nữa giúp câu chuyện trả giá của Khánh Vy thêm vui vẻ, đó là khi tài xế đồng ý, cô nàng đã nói love Thái Lan, làm cả tài xế lẫn người xem đều thích thú. Nổi tiếng từ năm 2016 với video nói 7 ngôn ngữ khác nhau gồm tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Nhật và giọng Sài Gòn và Hà Nội, Khánh Vy nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều người yêu mến nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng thành tích học tập ấn tượng. Cô nàng sở hữu số điểm IELTS 8.0, càng làm nhiều bạn trẻ thêm phần ngưỡng mộ. Mặc dù nhận được học bổng toàn phần trị giá 170 triệu đồng, song Khánh Vy vẫn chọn ngành quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao. Năm 2018, Khánh Vy bắt đầu phát triển kênh YouTube cá nhân, đồng thời cũng sở hữu kênh top riêng với sấp xỉ 2 triệu lượt theo dõi. Nội dung mà cô thực hiện trên YouTube phần lớn là chia sẻ về kinh nghiệm học tiếng Anh, hướng dẫn phát âm. Năm 2018, kênh của Khánh Vy đạt 100.000 người theo dõi và đến năm 2020, chạm mốc 1 triệu người theo dõi, qua đó giúp cô giành được nút vàng YouTube. Trong khi đó, trên top Khánh Vy chủ yếu chia sẻ lại những trải nghiệm văn hóa, du lịch, các hoạt động trong công việc và cuộc sống đời thường của cô nàng. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp ưa nhìn, Khánh Vy dĩ nhiên có thể đặt chân vào showbiz, song cô nàng chỉ như lướt qua vui chơi mà thôi. Nàng MC tới từ Nghệ An từng có dịp kết hợp cùng Osa trong video ca nhạc Người Âm Phủ vào năm 2018. Tuy nhiên, Khánh Vy vẫn quyết chọn con đường trở thành MC, chính thức theo công việc này từ năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, Khánh Vy đang là nữ MC xinh đẹp của Đài Truyền hình Việt Nam. Cô nàng từng dẫn qua chương trình Đường lên đỉnh Olympia hay mới nhất là Show Có hẹn với Thanh Xuân. Thời gian vừa qua, cô nàng khiến những người yêu mến mình phải tự hào khi có màn giao lưu vô cùng tự tin với Thủ tướng Hà Lan trong lần thứ 3 ông tới thăm Việt Nam.